Mình mà biết chiếc xe này sớm hơn thì mình bỏ xe máy đi, xe này từ đời từ xưa nhá. Con này đi nặng có tầm khoảng 30 cân thôi nhá. Quá xịn, cực khỏe luôn, thụt giảm xóc siêu êm này, đèn led siêu sáng luôn nhá. Màn hình ở đây chế độ này, quanh đĩa này. À đây, đạp như bình thường nhưng mà chiếc xe đạp bình thường này rất là nhẹ nhá. Siêu nhẹ này. Leo dốc cực nhẹ luôn nhá. Nếu mà lúc nào anh em mệt đấy thì anh em bật điện lên. Này, không cần đạp này, ga này, khỏe chưa? Siêu khỏe nhá. À, xe này động cơ cực khỏe nhá, động cơ siêu to khổng lồ luôn. Và nữa này, giảm xóc này. Ngồi cực êm này, siêu êm này, giảm xóc trước cực êm nhá. Ngồi rất là rộng rãi luôn này. Đó, lên này, cực thoải mái nhá. Vừa đi đạp thể dục được, vừa đi xe điện được. Chi phí vận hành thì là rất là thấp luôn nhá, không phải đổ xăng nhá. Anh em bỏ ra khoảng 2-3 nghìn đồng thôi là đi khoảng 100 cây nhá. Con này thì là có cái tính năng hay nữa đấy anh em này. Cục pin này, nhẹ này, khoảng hơn cân này. Anh em mang lên nhà chung cư sạc ấy, quá tiện lợi rồi nhá. Hết điện sạc. Này pin thì cực to nhá, 18 mAh này, cực khỏe luôn, cực là tiết kiệm nhá. Con này là hàng chính hãng của bên Super 73, hàng chính hãng loại xịn nhá. Và chiếc xe này nó được tặng full rất nhiều phụ kiện nhá. Nón bảo hiểm này cho anh em đi này. Bình nước này, anh em khát nước uống này. Khóa này. Cái cục pin này thì anh em mang lên nhà quan trọng nhất thì không sợ mất cắt rồi. Đấy, mấy thao tác thôi. Sạc này, rất nhiều phụ kiện để tặng nhá. Rổ đựng đồ này, ngồi đằng trước sau này, rất tiện lợi luôn. Và đạp nhá, đặc biệt là có bàn đạp này. Có bàn đạp thì nó như là một con xe đạp bình thường thôi, không phải đăng ký. Quá tiện lợi luôn. Con này thì mình bán là cực hot, bây giờ về hàng rồi nhá. Anh em nào cần đến chiếc xe Super 73 siêu tiện lợi liên hệ Quán Mô Tô nhá, có hỗ trợ giao hàng toàn quốc. Cảm ơn anh em rất nhiều.